Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Em quay chiếc máy giặt cuối cùng còn lại của nhà em. Đấy, bác nào kết thì nhớ máy nên alo cho em. Thì em bán lốt cho các bác. Đây là chiếc Toshiba Z9100. Z9100. Con này thì đèn màn hình quốc to, số to. Đấy, có hẹn giờ em giúp các bác chỉnh hẹn giờ nhất cho tiện. Đấy. Máy thì giặt 9 cân, xấy 6 cân. Công nghệ có công nghệ Bicon cái gì à? Công nghệ ở giặt khô ấy. Đấy, giặt khô ấy. Đấy, công nghệ này thì lên đời cao là gần như là không còn cái chế độ này luôn. Đấy, chế độ này nghĩa là gì? Là những các bác có những bộ quần áo vét để trong tủ quần áo lâu ngày mà nó hôi, trường hợp bất đắc dĩ mà phải đi ăn cưới ngay, hoặc là các bác đi làm về nó hôi thì các bác cho vào đây bật chế độ giặt khô này. Đấy, nhiều bác hỏi em là sao những cái dòng máy đời cao thì nó không còn nữa, bởi vì nó đắt quá, nó không còn sản xuất nữa và nó bỏ đi luôn. Đấy, lên công nghệ này nó rất là hiếm luôn. Đấy, máy thì sấy bằng block rồi. Đã lên công nghệ giặt khô này thì bắt buộc nó sấy bằng block rồi. Đấy, chỉ tô mới có công nghệ này thôi. Đấy, công nghệ khử khuẩn đấy. Để mưa bò. Đấy, con này thì nhựa zin 100%, chưa sơn lại. Đấy, vách viết cực cứng. Con này thì cửa viết nó cũng rất là chi là đẹp. Đấy, con này thì em đã lên video qua rồi. Các cái viền viết là chưa bị mạ, gôm ố. Con này thì sản xuất vào đắt 2012. Đấy, 11 năm tuổi đời rồi. Nhưng chất máy thì còn cực kỳ đẹp luôn. Lồng trong sáng trưng luôn. Đấy, gioăng giếc sáng. Nói chung là chất máy quá là ổn luôn. Đấy, bác nào đam mê cái dòng động cơ liền trục những cái đời mà 2013 trở xuống Nhật nó sản xuất thì các bác biết rồi. Chất lắm. Nó cực kỳ chất chát luôn. Tôn hơn chục năm nhưng mà chưa có hiện tượng bị xuống màu luôn. Đấy, bên vách này, vách thì nét căng. Đấy, con này là Z9100 nhá. Mở cửa phải. À, con này thì đúng rồi. Mở cửa trái. Mở cửa phải. Mở cửa phải các bạn. Đấy, cực đẹp luôn. Đấy, em cam kết bác là mạch zin, đồ đặc zin 100%. Máy thì không có dọc đứt bể gì. Chất máy thì còn tương đối là đẹp. Đấy, gần như là sắc nét luôn. Đèn nét vẫn còn sáng luôn. Các lúm điều chỉnh hướng là vẫn chạy ngon. Đấy, các chế độ giặt đây. Đấy, vẫn còn chạy ngon. Đấy, vạn chỉnh rất là dễ luôn. Đấy, thích con này nó có công nghệ giặt khô này. Đấy, các dòng máy đời cao bây giờ đắt đã bỏ rồi. Và ngày trước con tô đấy, là con tô này là con tô duy nhất, con tô 9001 và 9002 là được sở hữu hai sóc điện thôi. Còn các cái dòng tô khác trở đi là sóc điện nó đắt quá nên nó chỉ sản xuất có một sóc điện thôi, ở một bên chịu tải thôi, còn bên kia là không có luôn. Nên là các cái dòng đời sâu như thế này thì giặt nó bao giờ nó cũng êm hơn. Đấy, giá thì chiếc này em bán rất là bình dân luôn. Đấy, em bán chiếc này giá chỉ có 9.500.000 đồng, bảo hành cho bác 1 năm. Đấy, hỗ trợ sửa chữa trọn đời cho các bác. Giá 9.500.000 này đã bao gồm đổi nguồn này. Đấy, chưa bao gồm phí ship thôi. Đấy, tầm 9.500.000 mà bỏ ra mua được con máy Việt Nam mà công nghệ như này thì chắc chắn là không bao giờ có rồi. Đấy, và tất cả các công nghệ con này nó đều có hết trong các dòng máy đời cao thì đều làm hết trong này. Đấy, bây giờ công nghệ chỉ có bị bớt đi thôi. Bởi vì bây giờ là vật tư đắt, mọi thứ chi phí lớn thì người ta cắt giảm chi phí đi. Không như ngày trước, ngày trước thì người ta đua về công nghệ và cạnh tranh về chất lượng, cho nên là nó nhiều công nghệ hơn. Bây giờ hầu như nó bớt hết rồi. Không còn nhiều công nghệ nữa, kể cả những cái ion ở những cái dòng đời máy đời cao bây giờ nó bỏ luôn, không còn thanh ion đâu, bỏ luôn rồi. Đấy, không có còn. Cho nên là những bác nào sành chơi thì các bác vẫn đi tìm những cái dòng này mua. Mấy ai là giá những cái dòng này thì cũng rất là bình dân. Đấy, các bác bỏ ra 9.500.000 các bác dùng 15 sao, các bác chán các bác mang đi cho người khác, người ta vẫn xin lại phải dùng. Đấy, tội gì. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em nhé, 0975 360 433, dưới là 0377 99 6066. Nhà em ở Linh Giang, Hải Dương, có xếp hàng toàn quốc. Đấy, bác nào lấy thì cọc cho nhà ở gần miền Bắc thì cọc em 1 triệu, nhận hàng thanh toán nốt. Bác nào ở trong Nam thì bắt buộc phải cọc 2 triệu vì nhà em phải đóng khung gỗ. Đấy, gửi đến tận tay các bác, ship đường Viettel thì nó mang tận nơi mà, nên các bác cũng không phải lo. Đấy, bác nào lấy thì alo em nhé. Kênh em là kênh Hàng Nhật Bái Thanh Lâm. Em xin là chào các bác nhé. Vì em muốn bán lốt đi cho nó gọn, bởi vì là mai em cho lau nền nhà thứ hai, là bắt đầu là thứ ba là em cho ra điều hòa. Vì điều hòa nhà em về rồi, nhưng mà bận cưới không có thời gian. Đấy, đến nay tranh thủ quay video để cho cái kênh em lúc nào nó cũng lên được video đều. Đấy, em chào các bác nhé. Bác nào lấy thì alo cho em. Đấy, 9.500.000 nhá, bảo hành 1 năm cho các bác. Đấy, em chào các bác nhá.